Vậy là Thủy đã chinh phục được cột mốc số 0 cực Tây của Tổ quốc Việt Nam ở A3 Chải. Rất là vui luôn mấy bạn. Có những cái mà mình đạt, khi mà mình đạt được cái vị trí đó rất là vui, tại vì cái cung đường từ đồn biên phòng lên tới cột mốc rất là khó khăn. Mấy bạn thấy không, cái độ dốc rồi bậc thang rất là nhiều luôn, mà anh em phải đi bộ hơn 3 cây trên rừng, độ cao rất là cao. Rồi vậy là xong, Thủy đã đi ba cực cực Nam, cực Đông và cực Tây, cực Bắc thì chưa đi. Thank you, nói thiếu em bổ sung thêm, còn cực sướng, cực khổ nữa. Cực Nam, cực Bắc là ở đâu anh? Cột cờ lúng cú. Cột cờ lúng cú. Còn cực Đông? Cực Đông là Phú Điền á. Phú Điền. Phú Điền á. Anh cực Bắc ở cột lúng cú gì đó là nó ở đâu? Hà Giang em. Hà Giang. Hà Giang. À. Cực cờ lúng cú. Các bạn hãy đón xem kênh YouTuber Phú Thủy Biker theo cái tour tại Bắc này trong vòng 9 ngày, rất là nhiều tập và rất là nhiều nơi các bạn đáng xem. Nếu như các bạn đang có ý định đi tại Bắc thì các bạn cũng nên xem những video của Thủy làm ra để xem, để có kinh nghiệm khi mà mình đi tour, cũng như làm những cái địa điểm đó mình nên trang bị những gì, mình cần những gì về thức ăn, khách sạn, nơi đi, cung đường, xe, các kiểu. Thôi bây giờ Thủy sẽ dưỡng sức đi xuống, chứ còn nói nữa thì chắc trời mày nói nữa. Rồi bye bye. Bây giờ nhóm Thủy tiếp tục đi ra lại Mường Nhé để ăn trưa. Xong rồi ăn trưa xong, nhóm Thủy tiếp tục theo lộ trình là đi ra Lai Châu. Tổng km ngày hôm nay anh em phải đi là 326 cây, đi toàn là đường đều, cho nên là sẽ rất là lâu khi tới được Lai Châu mấy bạn. Dự kiến là chắc buổi chiều tới Lai Châu là khoảng tầm 6-7 giờ á, đi ra Mường Nhé rồi Thủy sẽ quay tiếp tục cho mấy bạn xem nha. Chứ bây giờ cũng chẳng có cái gì để quay cho mấy bạn xem hết. Đây, nhóm Thủy vừa trở lại ở Mường Nhé để ăn trưa như ngày hôm qua. Quán giới thiệu là quán ăn này rất là uy tín nha, nấu ăn rất là thực ra là ở Mường Nhé là không có gì để ăn hết, mình phải đặt trước. Đây, quay cái biển kia để cho anh em tour học biết. Đây, anh em mà có đi Mường Nhé, đi A3 Chải thì có thể ghé quán Trường Linh để ăn cơm. Đây, món cá đây. Cá gì đây? Cá chép đúng không? Cá chép măng. Các bạn ơi. Xe này là chiếc Trum 1000 Street Queen của một anh bạn của mình trong nhóm, mà bây giờ anh bạn mệt cái đưa cho Thủy chạy. Thật sự là mấy ngày hôm nay là Thủy rất là ngứa tay, khi mà Thủy ngồi phía sau Thủy rất là ngứa tay luôn. Nãy mới có cơ hội được ngồi trên chiếc xe. Giống như mà hổ thải về rừng vậy đó. Bây giờ nhóm Thủy sẽ đi Mường Lai. Ra Mường Lai rồi sau đó đợi anh em tập trung tập kết cái đó xong rồi bắt đầu đi ra chào các bạn. Hôm nay lại có cơ hội được trải nghiệm chiếc Trum này ha. Chiếc Trum này là dòng Classic. Nó chạy đâu, nếu mà chạy tốc độ thì nó chạy
Thủy xem trên mạng thì chắc tầm 106, 107 à, thấy à. Nhưng mà chắc Thủy không dám thử đâu, tại vì xe này là xe mượn mà, cho nên mình phải kiềm chế lại, không có dở mặt được. Wow, sướng. Cái dòng xe Lexus này chạy cũng khá thoải mái đó mấy bạn. Thẳng người như thế này, không có mỏi. Lần đầu được trải nghiệm kiềm chế nhà anh Thủy. Ở Apa Chải này là món món ăn mà thường xuyên hay sử dụng trong bữa ăn là thì để ý là món măng. Măng đây nhiều lắm. Thì để ý đi là thấy người ta phơi ngồi đường quá trời à. Nước chê kìa. Anh Thủy có vẻ thích dê. Chạy lông tông vui chưa? Dễ thương chưa? Nhìn núi lắm mấy bạn, quá đẹp luôn. Nhìn nó nhỏ nhỏ mắc cười ghê á. Ăn cua nãy giờ là chóng mặt luôn đó mấy bạn. Thay cua luôn á. Kiểu ăn nhiều quá cái là ăn nhiều quá cái phản ứng lại tác dụng á. Món ăn nhiều quá. Món ăn nhiều quá chất dinh dưỡng. Em thấy cung này đẹp quá anh Thủy. Có những ngôi nhà nhỏ, các bạn có thấy như những bức tranh không nè? Mẹ Hoàng xe ôm, làm anh Thủy hết hồn. Xe ôm. Xe nó là xe cái máy của xe bột đó mấy bạn. FX96 á. Chạy ghê lắm. Như cái chiếc xe Galactic mình hầu thua chạy sao được. Con này không mong cua được, tại vì cái bánh của anh này nè là chỉ dành cho những
những đá sỏi mà sỏi lớn này nó không có bám được, bánh xe này nó không có bám được, chạy nguy hiểm lắm. Thôi được rồi, hẹn bạn FJ6 vào một ngày gần nhất ở đường đua. À, hiện tại là anh em mình đã ra được tới Mường Nhé. Bây giờ anh em mình sẽ đi Mường Lai. Từ đây lên đó khoảng tầm 46 cây nữa. À, tiếp sau đây là Thủy sẽ được trải nghiệm chiếc FJ6 của bạn Hoàng xe ôm. Chà, cái tour này Thủy được trải nghiệm nhiều xe quá. Chiếc đầu tiên là chiếc CB500X nè. CB500X. Chiếc thứ hai là chiếc Triumph. Và bây giờ là chiếc FJ6 thì sẽ trải nghiệm ngay bây giờ cho các bạn xem. Nhìn sơ bộ thì FJ6 đã trang bị một số đồ chơi rất cơ bản. Đèn trợ sáng, chống đổ. Chống đổ thì ba té luôn. FJ6 này đời đời nào là 2006, chưa có ABS. Thủy thì sẽ ngại nhất là chạy không có ABS, nhưng mà hôm nay thì cũng muốn trải nghiệm một chiếc xe như thế này. Tại vì nghe tiếng hú nó sướng lắm, tại vì nó cái máy của nó là của con R6 mà. Chưa gì đã nói như vậy, nhát chạy luôn hu hu. Con này nó cũng cao à. Má, cái ghế của nó đâu rồi? Ôi fuck. Ha. Vậy luôn. Vãi. Nó bị mất cái trong trống, nó bị mất cái mà mình đã lên á. Nó chơi nhau ghê á. Nghe tiếng máy hú sướng à. Wow. Mà ghê hả? Cái này là nó không có báo số mấy bạn ơi. Nghe được cái tiếng hú của xe thấy rất là thích luôn. Cái xe này hú sướng. Nó hú giống như chiếc CB400. Vì Thủy cũng chưa biết chiếc xe này nó như thế nào, cho nên là Thủy cũng không dám mạo hiểm các bạn. Thường xe mượn ngày lắm, mình chỉ chạy trải nghiệm thôi. Còn nếu như mà xe của Thủy thì nó khác, mình thích gì cũng được. Con này mạnh ghê á, nó bốc, nó mang linh hồn của con R6 mà. Thử nè. À, cái này đèn. Hoàng xe ôm máu chó quá anh. Mm-hmm.
ì lại xuống nè, như con cái ôm nãy nó ì gì nguy hiểm lắm. Té mà bắt anh Thủy liều mạng lên. Thôi, liều mạng hẹn sẽ ôm vlog một ngày không xa trường đua Đài Nam. Chơi khô máu, chơi khô máu sẽ ôm luôn. Ấy mà. Xe gì? Chưa biết xe gì nhưng mà FZ 150 là 1:32 đó. 1:32 là đi sai tà leo me á. Hả, bữa nào anh em mình giao lưu vừa đi. Ok. Nãy trải nghiệm xong chiếc FJ của Hoàng Sư Ôn. Giờ mình sẽ lấy lại khung tay ôm này. Cung đường này là Lê Châu mấy bạn. Chắc nếu mà tới nơi có tầm theo dự đoán của mình của Thủy là khoảng tầm 7 giờ á. Tại vì cái lúc mà mình đi từ bên A3 Trải ra Mai Mường Lai là khá là mất thời gian. Tại đường đều không á, anh em cứ chạy chút là nghỉ à. Bầu trời rất là đẹp luôn. Sau lưng Thủy là một cánh đồng, người dân đang gặt lúa, người ta gom rơm lại, cái người ta đốt để làm gì thì Thủy cũng không biết luôn. Thì cứ bây giờ nếu có một cái khung cảnh như là lúa rồi một làn khói, ở giữa là có một sông chảy tí ta tí tách, một bức tranh thiệt là đẹp luôn, đúng không các bạn? Xung quanh toàn là núi, quá đẹp. Ai mặt trước này cho mấy bạn xem nè, mở rộng luôn. Đẹp quá. Ở đây là hướng đi vào Lai Châu nha mấy bạn nha. Lai Châu, một cánh đồng.
chở con mà nó chạy ghê quá. Chở con, chở vợ mà phía sau nó chở ghê quá bạn, phía trước á để mình đuổi theo à. Rất nguy hiểm ban đêm nữa.